đâu nghỉ ngơi nha em, đó cái khúc đó đó. Cái xong cũng đi vô đó. Vô đó là vô đâu nè? Vô khách sạn á chị. Khách sạn hồi đó cũng bữa đầu tiên. Dạ đúng rồi. Bữa đầu tiên á, cái vô trong đó cái thuốc ảnh mua tốt lắm chị, phát huy tác dụng cực kỳ. Em ngủ mất tiêu. Ủa mất thành luôn hả cưng? Dạ đúng rồi. Nhìn nàng ngủ nguyên đêm. Đó là tội nghiệp em thật sự. Có lần thứ nhất như vậy chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Lần thứ hai có mua thuốc uống nữa không? Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ chào wow, chị. Hai vợ chồng tông sư tông quá. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ đầu tiên thì em gửi lời chào đến anh Thuận, chị Vân, các khán giả tại trường quay và các bạn đang xem chương trình. Em tên là Thanh Hùng, hiện đang là nhân viên sale marketing. Năm nay em 32 tuổi. Và không biết vợ của Hùng là tên gì? Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và tất cả mọi người của chương trình Vợ Chồng Son. Em là Ngọc Diệp, cũng 32 tuổi, em làm kế toán kho dược. Vậy thì cho anh Thuận biết là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và ấn tượng ra sao? Dạ, lần đầu tiên á, là ấn tượng là em với chồng em là làm chung một cái hệ thống nhà hàng nhưng mà khác chi nhánh. Cái chi nhánh của chồng em á, thì là vô tình cái cô quản lý bên đó thì bệnh nghỉ nên là điều em qua bên đó làm. Cái ngày đầu tiên mà em đi qua bên đó, em chạy xe mà lên cái dốc cao lắm, em té sấp mặt dưới đường vậy đó. Rồi sau mình lầm cầm bò vậy thì mình thấy một anh chàng đẹp trai đi ra, mình nghĩ ôi trời ơi có trai đẹp rồi, mẹ mình mê trai mà anh. Tưởng sao đi ra xong chắp tay sau đít đi vô bỏ em lầm cầm vậy mình vậy đó chị. Ê, có khi nào là em cận em không thấy không? Dạ không, thấy bình thường nhưng mà tại vì cái tiếng lành á anh nó đồn xa dữ lắm. Cô này là đi làm nhưng mà đi bằng taxi hoặc nhờ trai chở đi. Hoa bông là được tặng liên tục, gấu cũng được tặng liên tục, mà đem tới tận cái cửa hàng để tặng luôn. Không biết là cô nàng này như thế nào thì mình để mình diện kiến coi sao. Lần đầu tiên thấy thì té vậy đó, nhưng mà thấy chảnh hả, vừa té cho bỏ ghét. Những ngày tiếp đó ở chi nhánh đó coi như là một chuỗi ngày ở trong địa ngục của em luôn á anh chị. Em giống như là bị cách ly hoàn toàn luôn. Rồi nhốt em trong cái quầy giống như cái chuồng vậy đó anh. Cứ tới giờ cơm á, ra ăn cơm. Một khoảng thời gian vậy đó thì em thấy là cũng dễ thương mà, đâu có giống như là người ta đồn đâu. Cũng rất là hăng hái, nhiệt tình, giúp đỡ mọi người trong quán vậy đó. Thì mình thấy ủa sao nó khác với hoàn toàn mọi lời đồn trước giờ. Thì cũng có cảm tình sơ sơ nhẹ nhẹ rồi. Sau đó thì em chinh phục cô gái này bằng cách nào? Thì mình sẽ đi từng bước. Đầu tiên thì mình cũng nghe nói là mới chia tay bạn trai. Thì cái là mình từ từ mình dạng như là mình mưa dầm thấm lâu thôi. Thì mình hỏi han chia sẻ tâm trạng sao, rồi thích gì. Cái nói là thích đi chụp hình. Dạ thì cái là mình có được cái giống như là một chiêu bài cơ hội rồi đó, rủ đi qua Phú Mỹ Hưng chụp hình. Rồi chụp xấu giả mang luôn á chị. Mà chụp bằng máy qua máy điện thoại hay là máy cơ? Thời đó thì là chỉ có máy điện thoại thôi chứ chưa có máy cơ mà công nhận chụp xấu luôn. Xấu giả mang luôn. Xấu giả mang luôn, xong quen hỏi e còn nói em chứ trời anh cà banh mấy con chuột rồi mới ra được cái mặt em vậy đó em. Nhưng mà lúc đó là em có thấy thích bạn này không mà em đi chụp hình với bạn? Dạ không, em thích chụp hình hơn là em thích ảnh. Mà chị biết không, để hẹn mà đi chụp hình á, em anh qua chở em đi chụp hình nha. Em trang điểm nói chung em make up hết rồi, em ngủ nửa tiếng đồng hồ chưa thấy tiếng xe trước cửa nhà em luôn. Cái em hỏi ủa sao giờ này mới qua, anh bận việc xíu, anh trang điểm chút xíu. Em nói ủa trang điểm á hả, mặt này mặt gì? Anh nói là mặt mộc. Cái em nói trời sao mặt anh trắng dữ vậy, trắng hơn cả mặt em luôn mà anh nói là mặt mộc quá hả. Rồi ôi anh có biết em ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ luôn mà giờ anh mới qua. Nó chị coi đó. Là ổng trang điểm ở nhà hả? Ổng trang điểm còn hơn em nữa. Trời, lúc đó em có nghi ngờ không? Trời có. Nguyên cả quán đồn á là anh này màu tím. Coi như là tụi em á quen nhau 2 năm trời, bí mật lắm không ai biết hết trơn hết đó. Rồi cứ hả, em cứ nghe trời thằng Hùng này hả, ai mà quen nó trời, màu tím, tím rịm tìm sim luôn á. Cái đồn một phát 2 năm sau cái nghe tin là anh chàng này quen em. Kêu nói ủa Diệp sao bẻ thành thẳng hay vậy Diệp? Rồi vậy hả? Rồi cái thời gian quen nhau anh ấy có lãng mạn nè, rồi có tặng em nhiều đồ không, có tặng quà gì không? Dạ cái này thì là ngược lại, tụi em ngược lại là cô nàng này là
tặng em hơi bị nhiều, có thể gọi là tra tấn quà tặng. À, là sao không hiểu? Tra tấn quà tặng đó anh, có nghĩa là không cần biết dịp gì cứ thích là mua đồ tặng. Dạ, cứ thích là cổ tặng em hả? Dạ đúng rồi, mà cứ tặng gấu bông. Tại hồi tiêm tặng gấu bông mà đúng rồi, lúc đó người ta chưa tiếp mà. Ủa mà sao em không có tặng khác? Dạ. Mà tặng gấu bông là sao? Tặng gấu bông thì tối ôm gấu bông giống như ôm mình đi. Thấy mình cũng chơi chiêu được. Mà thấy nhớ người. Ê, cái gì tưởng tượng nghe, cái ngày sinh nhật tặng gì ta? Dạ, sinh nhật thì không bao giờ có thể quên được. Em sinh là ngày 14 tháng 7 thì cô nàng mới tặng một lần 14 món quà. 7 món là handmade, tại vì cô nàng này rất là khéo tay. Dạ. Và 7 món nữa là mua ở bên ngoài. Thì hai đứa hẹn nhau ở Hộn Rùa để tặng quà em. Là em hơi bị choáng. Lần đầu tiên là em nhận được 14 món. Món quà mà chở bằng chiếc xe tải hay sao? Em thấy là xách đồ lỉnh kỉnh tùm lum hết. Gặp nhau thì cô nàng mới mở từng món ra, rồi mới nói ý nghĩa từng món, là các món này là em nấu nè, món này em làm nè, món này em mua nè. Thì có khóc không? Dạ cảm động chứ anh. Và lúc đó là trao nụ hôn đầu tiên. Cái nghe nè, rồi tặng nó ăn đêm hay ban ngày? Ban đêm rồi sao? Tặng cái xong rồi hung xong rồi rủ đi đâu nữa không? Dạ chưa. Trời ơi, mình từ từ anh. anh gấp còn hơn em luôn á. Trời ơi anh, cứ từ từ, tới sinh nhật ảnh xong sẽ tới sinh nhật em đó. Cái ảnh hỏi là em muốn đi đâu, nói em thích ăn vặt, anh chở em đi đâu cũng được, cái gì chở em đi ăn. Cái xong bữa đó xui cái em bị cảm, cũng tí tai tí tởn đi mua thuốc. Mình thấy cũng quan tâm mình lắm, cái uống xong hỏi thôi giờ mình đi đâu nghỉ ngơi nha em, đó cái khúc đó đó. Cái xong cũng đi vô đó. Vô đó là vô đâu nè? Vô khách sạn á chị. Khách sạn, bữa đầu tiên. Dạ đúng rồi. Bữa đầu tiên á, cái vô trong đó cái thuốc ảnh mua tốt lắm chị, phát huy tác dụng cực kỳ, em ngủ mất tiêu. Ủa bất thành luôn hả cưng? Dạ đúng rồi, nhìn nàng ngủ nguyên đêm. Đó là tội nghiệp em thực sự. Có lần thứ nhất như vậy chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Lần thứ hai có mua thuốc uống nữa không? Dạ không, có bệnh cũng đâu dám nói là em bệnh đâu anh, em khỏe lắm. Ai chủ động rủ? Em là người mồi chài. Và lần thứ hai là lần đầu tiên em test ảnh đúng không? Dạ đúng rồi anh. Có tím như mình nghĩ không? Không có tím. Rồi cái cảm giác của mình như thế nào? Trời ơi thất bại ê chề. Ai? Đây. Là sao? Lên kế hoạch đó là sẽ là hạ gục em đúng không? Vô trong đó mà phụ nữ có bia mà, quất tới bến luôn. Anh nằm đó đi, mọi chuyện để em lo. Là bé bị chị bắt nằm im mà. Đúng rồi, nằm đi coi chị trả bài nè cưng. Xong rồi chồng em cũng nằm. Trời ơi, trước giờ tưởng bà nay đó, rốt cuộc mình là khu rừng cho bà giảm nát mất tiêu rồi. Mà thôi kể em sao, cứ coi như bé trả bài đi mà. Thuộc không anh? Thuộc. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sau đó là tình cảm của các bạn cho đến ngày cưới là có trơn tru không? Hay là có gặp những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ, tại tụi em quen nhau tới 8 năm lận. Trời. Ồ, dạ. Vậy á hả? Vậy à? Dạ. 8 năm mà mình thấy bạn bè của mình lên xe bông này kia nọ, mình cũng muốn. Rồi hỏi là sao giờ anh có cưới không? Không cưới nói một lời đi. Anh đi theo ai thì anh theo, còn em thì em đi lấy chồng. Chứ quen lâu quá rồi mà cứ dây dưa hoài không chịu. Mà nói tới đợi xíu. Rồi rốt cuộc cũng đâu có thực hiện gì đâu. Rồi em sao? Buồn lắm. Có nghĩa là vì chồng không có ngỏ lời gì với em hết. Dạ đúng rồi. Lý do tại sao vậy em? Tại lúc đó thì em thấy kinh tế của mình nó chưa có vững chãi. Nên mình không có muốn là dạng như là chưa có đầy đủ gì hết mà lại cưới vợ thì nó không có lo cho vợ được nó đầy đủ. Nên là em muốn là mình vẫn kinh tế một tí xíu. Nhưng mà em có nói cho Diệp hiểu không? Dạ cái đó thì em không có nói. Hồi nãy Diệp có nói rằng là tại vì nếu mà anh không cưới á, để tôi còn biết để mà tôi lấy chồng. Vậy thì ảnh không chịu cưới em thì có nhân vật nào xuất hiện không? Dạ có nhân vật thứ ba chứ anh. Ảnh là xe marketing mà đi công tác. Thì em trước giờ cũng có vệ tinh, thì người ta thấy em buồn, người ta cũng quan tâm này kia nọ. Thì em sẵn thấy giống như là mình đang buồn mà có người quan tâm. Thì em cũng đánh tiếng cho ảnh biết để coi ảnh xử lý như thế nào. Thì ảnh nghe tin như vậy, ảnh mới về. Ảnh bỏ công tác, ảnh đi về, ảnh hỏi giờ ý em sao.
Cái nói giờ cưới không, không cưới tôi đi theo người này luôn á nha. Cái cũng chần chừ, em bực mình quá em leo lên xe em đi luôn. Cái mà là... trong khi cái thằng đó nó chở đi luôn mới ghê chứ. Trời ơi, nổi máu lên. Chở dĩ nhiên ngồi, kêu chở không chở. Mà hỏi đi đâu? Đi khách sạn chứ đi đâu? Rồi xong rồi hai người chở nhau đi. Đi đâu? Mà thằng đó nó cũng xui, không biết làm sao á, mà nó rớt cái giấy chứng minh ở trong phòng của vợ em. Cái hai người đi rồi thì em mới ngồi xuống cái em thấy cái chứng minh trên có số nhà, chạy lại nhà thằng đó mình coi là nó có về không, thì cái lại hỏi mẹ của cái bạn đó, thì mẹ nói là nó về nãy giờ lâu rồi con. Cái mình cũng yên tâm mình đi về, là biết là chắc chắn là cô nàng này là không có đi với người đó, mà là quăng hù dọa. Dạ thì đó, chắc là bỏ đâu dọc đường. Nhưng mà cái chi tiết lý do vì sao là rớt cái chứng minh nhân dân ở trong phòng em? Cái chi tiết mà rớt á là em cố tình á. Là sao? Tại vì mình nói là mình đi khách sạn. À. Mà giờ tự nhiên không lẽ giờ ổng không tìm được, cái ổng nghĩ mình vô trong đó rồi sao, rồi sau này mà mình muốn nói lại cũng đâu có được đâu chị. Trời, đó là oan uổng lắm. Cho nên là em mới giả bộ em nói anh cho em mượn cái bóp coi có gì chổng không, cái cũng đưa cái sao em lấy chứng minh dục xuống gì đó, giống như là mình đánh tiếng vậy nha. Tại em thật sự là lúc đó cũng còn yêu chồng lắm chứ không phải là không yêu. Đó. Mà bữa đó là cũng có đi khách sạn, yêu chồng mình ngủ một mình. Rồi sau đó thì là huề lại liền không? Dạ có huề lại liền. Nhưng mà cũng được khoảng mấy tháng cái giận tiếp. Ý hả? Tại vì ỷ mình cũng có nhiều vệ tinh. Cho nên là cứ kén cá chọn canh, lầy lắm. Cái xong hôm đó cái em ấy cầm cái que em dục lên bàn nè. Đó, hai gạch á, muốn gì muốn. Sao? Có thai rồi á hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó mới là chịu cưới. Lúc đúng đó không? Mới là chịu cưới. Bây giờ cưới nhau về được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm. Vậy là quen nhau quá lâu. Dạ. Coi như là tính luôn thời gian ở với nhau là 9 năm mấy không? Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ tới phần khui tật xấu. Hồi nãy giờ ông nói không mà giờ tới em đó. Ông có tật xấu gì không em? Dạ. Đương cử như hôm nay nè. Alo. Vợ đang đâu ạ? À? Em đang trên công ty chứ đâu. Tranh thủ về nha. Để cho kịp chương trình. Em chấp anh 3/4 đoạn đường luôn á. Xong em đi về rồi. Sao quần. Ủa anh làm cái gì vậy? Em chấp anh 3/4 rồi mà chưa xong nữa hả? Coi em này nha. 1, 2, 3. Trong vòng 10 phút em xong hết trơn rồi. Quay qua vẫn chưa xong là chị thấy không? Ở nhà em tủ mỹ phẩm người ta nhìn vô người ta tưởng là của em. Không, của ảnh. Của Mr. chồng em. Nhưng mà đánh cái gì nè? Thì em có đánh gì không mà thấy trắng hơn em rồi đó. Mà sao chương trình có nói với em là chương trình có make up không? Trời ơi, vô đây còn hỏi chị make up. Chị mặt em gì có cần phải dặm phấn đúng không? Bình thường đi làm có đánh không? Dạ bình thường đi làm thì không có đánh gì hết trơn. Không đánh phấn rồi sức kem dưỡng đúng không? Dạ là cũng có miếng kem dưỡng, miếng kem nền đó. Thì phấn nhẹ là chỉ khi nào mà mình đi tiệc hoặc là đi chơi gì đó thôi, còn đi làm thì vẫn để kem dưỡng mặt thôi. Mặt mộc phải có kem dưỡng, có kem dưỡng với kem mà chống nắng. Em mới nói anh ơi, anh công ty anh bán bóng mà sao nó không bao giờ bán hết bóng mà anh cứ để bóng hoài vậy. Dạ, có lề mề này chậm lề mề rồi, rồi sống ảo lắm chị. Ảo sao? Trời suốt ơi, ngày trên Facebook hả? Facebook là một nè, xong rồi cái đơn cử giống như là chụp hình cưới đó chị. Mình đáng lẽ là phụ nữ mình phải là người chọn hình đúng không? Giao kèo em, hình nào anh đẹp thì chọn nha, còn em xấu mặc kệ, anh không quan tâm đó. Rồi xong đăng hình lên, trời ơi, xong mới có 2-3 lượt like. Vậy tụi bay không like tao hết trơn. Em like cho anh chưa đó? Em không like là biết tay anh nha. Cái em phải vô em like xem chụp cái hình mà bảo like chị, em thảy qua vừa lòng chưa đó. Rồi xong rất là sạch sẽ. Lúc mà mới quen á, em thấy quần áo thẳng tươm luôn thì em tưởng là ở nhà chắc là mẹ chồng ủi cho ảnh. Đến khi về ở rồi thì mới biết là một tự tay tự ủi. Ủi mà cái ly nó thẳng băng luôn. Em mà ủi nó bỏ qua một bên đi cưng, để anh ủi. Đó. Sạch sẽ đến độ mà đồ của con giặt xong á là bắt em cũng phải ủi lại cho con nữa. Cái mà đó phải thơm. Cái đó được, cái đó được. Giờ tới em đó. Dạ. Cô ấy có thật xấu gì không? Thì cô nàng này thì cũng không có gì xấu, mà chỉ có là trái ngược, đúng em thấy là đúng là vợ chồng. Có nghĩa là em kỹ cái gì thì cô nàng bài lại cái đó. Con gái phụ nữ về mà đi làm về cởi đồ ra quăng tùm lum đá lả hết trơn á. Em đi lụm đúng không? Em đâu có lụm đâu anh. Ờ. Em lụm đi em, bỏ vô
thao giặt đồ em ơi, không có quan vậy. Mà nói cũng như không, ngày nào cũng vậy. Thì ai biết kỹ quá chị. Tính mình thì là sạch sẽ mà nàng thì cứ cái bệnh, nàng chỉ có một cái bệnh bừa bộn á. Rồi còn gì nữa? Hiện tại thì vợ chỉ có cái bừa bộn thôi, chứ còn cái gì thì cũng tốt, không đến nơi nào. Có thú đam mê gì không? À, cái thú đam mê dạ thích cosplay. Cosplay đúng không? Cosplay dạ. Lúc mà quen nhau á thì vợ thích cosplay mấy cái kiểu như là ở trên mạng mình hay thấy đó, cô giáo rồi thủy thủ mặt trăng dê sa này nhưng nọ. Mà nhưng mà có làm cho em bất ngờ không? Dạ có, một lúc á thì mở cửa ra thấy em là thủy thủ lúc thì mở ra thấy trời em là dê sa mà rất là thích những cái bộ em cánh. Sao em sao em có nhào vô liền không? Đầu tiên là mình phải wow lên cho cô nàng thích thú cái đã thì sau đó thì mình mới làm tiếp tại mục đích ta mà đó. Dạ thì đó, cô nàng này rất là thích sexy, cực kỳ thích sexy luôn. Rồi sau này là em dặn là em quen với cái tình trạng đó rồi thì cô nàng có một cái hỏi ý kiến em luôn, anh bộ này đẹp không anh, gửi qua cho em coi. Em thấy duyệt ok, thế là nàng đặt mua. Như là em là gần như là stylist của nàng về cái mặt hàng nóng bỏng đó. Thôi nói chung là nãy giờ kể mấy tật xấu mà thấy rất là đáng yêu không ạ? Dạ. Đó rồi nhân đây nói luôn đi, mong muốn thay đổi điều gì? Thì đối với vợ thì không có cần thay đổi gì nhiều, chỉ cần là sạch sẽ gọn gàng hơn chút là được rồi. Thế còn Diệp, Diệp mong muốn Hùng thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn anh á là bớt sạch sẽ đi, em có việc em làm, ai biểu em sạch sẽ quá em bài cho anh dọn thôi. Trời đất đúng ơi. Là buồn trường nha. Em ơi, yêu nhau 8 năm ha, lấy nhau 1 năm là thời gian bên nhau là gần chục năm rồi đúng không? Mà vẫn còn thấm thiết, vẫn còn nồng ấm như vậy là chắc là tụi em sẽ hạnh phúc lắm luôn á. Con mỗi ngày nó mỗi lớn lên á là nó sẽ là cái chất mà gắn kết cho tụi em dữ dội nữa. Chị. Chúc cho hai em luôn hạnh phúc, luôn cười tươi như thế này và tận hưởng cuộc sống. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Văn Bích, hiện tại em làm nhân viên văn phòng, đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Em là Tuyết Trinh, năm nay em 27 tuổi và em quê gốc của em là ở Đắk Lắk ạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì Trinh với Bích là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? À, hôm đó là vào cuối tuần thứ bảy á, thì em cũng rảnh rỗi nhiều. Em cũng lướt Facebook kiểu tìm đối tượng để em nhắn tin đó chị. Cũng nhắn tin tầm 2-3 người gì đó. Trong lúc đó thì vợ em mới trả lời, em mới bắt đầu câu chuyện với vợ em. Tại sao em trả lời ảnh? Có phải là em nhìn cái hình nền em thấy ảnh cũng đẹp trai quá đúng không? Dạ không, avatar của ảnh là để cái hình phía sau lưng rất là lùn, avatar rất là xấu. Facebook của em ở ngoài em không có xinh nhưng mà trên hình em rất là ảo. Lâu lâu lại có nhiều người nhắn tin làm quen thì kiểu em tin gì, nhà em ở đâu, em ăn cơm trưa, em rất là ghét luôn. Mà mình cũng không có cái tin là sẽ có cái tình yêu ảo ở trên mạng gì hết. Sáng hôm nay em đang làm thì em thấy tin nhắn have a nice day Trinh, kiểu là nửa tay nửa ta, em không thích. Bạn hỏi một câu thì em phải 30 phút hoặc 1 tiếng sau mới trả lời. Thì cứ liên tục như vậy và em thấy người ta kiên nhẫn kéo dài cuộc nói chuyện với mình. Rồi cứ thế là tìm hiểu nhau thôi chị ạ. Bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ngoài đời? Dạ khoảng tầm 3 tuần ạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì em có cảm giác như thế nào về anh này? Rất là đúng giờ, cực kỳ đúng giờ. Lúc đó em còn đang ở nhà em make up thì bạn đã tới rồi. Và bạn xuất hiện trong trạng thái rất là bóng bẩy, bóng từ cái xe tới cái người luôn. Cái người nó bóng như thế nào, cái xe nó bóng vậy luôn. Xe nó bóng sao? Có nghĩa là cái xe nó sạch tới mức mình nó trói luôn, nó lói luôn á. Tóc của anh là gió thổi là không bay được luôn. Anh rút keo kỹ đến mức mà gió thổi không bay luôn. Ngồi rất là phong thái lãng tử, mặc dù em ra trễ cả tiếng đồng hồ. Vẫn không thật, là em biết ngồi ở ngoài gồng cỡ nào. Thì em thấy mọi thứ nó quá chỉnh chu, nó quá sạch sẽ tới mức mình cảm thấy khó chịu luôn. Tại vì quan điểm của em là con trai nó hơi xề xòa một tí phong thì nó mới quyến rũ. Không thích chồng. Đúng còn rồi, em thích. Thì sao? Dạ em cũng không thích luôn ạ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa lý do? Lý do? Tại vợ em là tính cách là quá mạnh mẽ và nói khá nhiều. Rồi sau đó thì các em như thế nào, các em mới quen nhau? Em cũng tính là không nhắn tin nữa. Những người con gái trước của em là tính cách khác hoàn toàn với bạn. Thì em mới thử cho mình cơ hội để mình khám phá, mình tìm hiểu thử xem cái người tính cách mà không thuộc cái gu của mình xem như thế nào. Bạn thì ở Tút Đâu quận 7 á, còn em thì lại tiếp tận Tân Phú bên này, là gần Bình Tân luôn. Mà bạn rất là siêng, là ngoài giờ làm ra lúc nào bạn cũng chạy qua em cả, bất kỳ giờ nào. Không chạy quen thì bạn ở nhà bạn lại video call. Thì mình đã cảm nhận được là người ta là toàn tâm toàn ý như mình. Quen nhau như vậy á, một cái khoảng thời gian bao lâu tụi em mới cưới?
Dạ khoảng 1 năm 3 tháng. Hai đứa có thường xuyên đi chơi riêng với nhau không? Dạ có, đi chơi riêng thì có, cũng có đi du lịch ạ. Và đi xa như vậy có thời gian ở bên nhau không? Điều đó là dĩ nhiên. Lần đầu tiên của tụi em thì lại ở Hồ Chí Minh này, chứ không phải là đi du lịch. Đám cưới của bạn của vợ em trong công ty á, thì hôm đó là mấy bạn cũng ép em uống khá nhiều. Khi về á, thì trời cũng tối tối rồi, mưa rồi. Thì em mới rủ bạn này thôi, mưa quá rồi mình kiếm chỗ nào tấp vô mình nghỉ chút rồi về. Cái thái độ của bạn sao? Trời ơi, em thích lắm chị ơi. Em lúc đó em nghĩ là trời mưa, xe lạnh. Tháng mưa mà tháng mưa của tháng 11 nữa chị. Thì mình nghĩ trong đầu, ông trời đang ủng hộ mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần chờ một câu rủ trú mưa thôi thì chị nhìn. Là vô liền đúng không? Là vô liền. Mà bạn thì em không hiểu tại sao vô tới nơi bạn lại run vậy này, bạn này này. Cái run y như kiểu là lần đầu á. Nhưng mà sau này em tìm hiểu thông bạn lần đầu thì mình này kiểu là mình cũng đang có cảm xúc, xong bạn cứ mò, ủa em ơi, cái váy này mở sao vậy em? Đây cái váy này mở sao? Không đó cái váy em rất là khó mở mà bạn. Cái thời gian bạn mày mò thì cảm xúc em bị tụt mất. Nhưng mà vẫn xảy ra. Vẫn xảy. Đúng rồi. Mừng. Thật sự là hứng thú lắm em. Vợ em cũng khá nảy lửa nữa. Hình như vợ em là người chủ động trước em luôn á anh. Dạ. Hôm đó là cũng tanh bành với vợ em luôn á anh. Bây giờ là các em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Tụi em lấy nhau được khoảng 6 tháng rồi đó. 6 tháng. Tới phần này mới hay nè. Biết phần gì rồi đúng không? Em biết. Em cũng mong chờ lắm. Trinh, nói trước. Cưới nhau về thì em xin lỗi anh, nhưng mà bạn quá nhiều tật xấu đi. Thời gian mà mình yêu mình không có ở chung với nhau, cho nên mình không có vạch trần được, hoặc là mình không có biết được nhiều. Không vạch trần đó. Là cái mục đích em tham gia chương trình này là để phối chồng em. Bạn kỹ tính, kỹ và sạch tới mức mà em cảm giác như mình đang là con dâu và chồng em đang là mẹ chồng vậy đó. Hôm nào mà bạn đòi rửa chén là xác định là hôm đó bồn nước nhà em phải hết. Khi nào cũng rửa phải một nửa tiếng, hơn nửa tiếng. Mà chỉ có mấy cái chén thôi bạn rửa lâu mà bạn kỳ cọ. Rất là bạn quá ư là sạch đi. Rồi đồ giặt đồ của bạn rất là khó tính. Ví dụ như áo thun của chồng em mặc đồ ướt là phải khi mà phơi là phải gập lại rồi mới được phơi lên để không có bị hư phom áo. Nhưng mà khi khô thì phải móc vào tủ thì phải móc nguyên cái áo để khỏi bị gãy phom áo. Hoặc là quần khi gập thì phải vuốt thẳng thóng rồi mới gập rồi mới bỏ vào tủ. Rồi nhiều khi tự nhiên nửa đêm đang chuẩn bị đi ngủ rồi, em ơi trần nhà dơ quá bây giờ lấy dễ lau trần nhà em ơi. Là giấc vấn dậy đi đêm luôn nhà. Đó hả? Đúng rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi. Rồi còn gì nữa nè? Chồng em thì rất là yêu âm nhạc, mê âm nhạc, nhưng mà không biết hát. Chồng Ủa, em nhưng mà mê âm nhạc sao gọi là tật xấu? Có nghĩa là mê tới mức mà ngủ dậy là mở, đi toilet cũng mở, tắm cũng mở, thậm chí đang nằm mà cũng mở. Nghĩa là mở nhiều loại nhạc đúng không? Không, một bài nhạc. Bạn mở tới mức mà tới cái đoạn quảng cáo gì em biết em là theo trend đó phải không? Đúng rồi, bạn rất là thích theo trend. Trên mạng mà có cái trend gì chẳng hạn như là cái đợt đó có phim siêu anh hùng á. Coi siêu anh hùng về là bắt đầu chiu 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 chiu. Hoặc là mấy cái trend chẳng hạn như là bà Tân Vlog là em ơi bây giờ anh nấu món này siêu to khổng lồ nha em nhá. Rất là thích theo trend. Mê rất là thích ăn nhưng không biết nấu ăn. Ăn uống rất là lập dị, có nghĩa là rất là thích chế mấy cái món chẳng hạn như là thường người ta nước tương người ta pha với lại tương ớt đúng không chị? Bạn là nước mắm đổ tương ớt vào trộn lên ăn. Hoặc là nhiều hôm đang ăn một nồi lẩu Thái, em nhà mình có nem chua, bỏ nem chua lẩu Thái ăn. Cái nem mà người ta gọi là nem Bình Định, nem Đồng Nai rồi này kia đó. Chế nhiều thứ lắm chị. Bơ mà lấy bơ ra cuốn bánh tráng mà chấm nước mắm ăn thì chị thử hỏi ăn được không? Đó mà chế vậy đó chị, ăn uống vậy đó. Cuốn bánh tráng chấm nước mắm. Rồi bây giờ tới em đó Bích. Tham gia chương trình này em có một mục đích giống vợ em không? Dạ có luôn anh. Có luôn hả? Dạ. Vợ em thì lúc mới quen á thì kiểu là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nhắn tin là dạ thưa đàng hoàng, đến lúc cưới về mới phát hiện không. Bạn rất là dữ và kiểu là nói không còn nhẹ nhàng nữa mà lúc nào cũng lớn tiếng. Thì em thì em lại không thích lớn tiếng lắm. Một tật xấu nữa là quần áo á anh, thì lúc nào là cũng vô là nhét vô tủ. Đồ trong nhà á thì em cũng lâu em cũng gặp cho vợ em á, mở tủ ra là nó tràn ra như cái phô mai tràn á. Em cũng gặp lại rồi mấy hôm sau là cũng mở tủ ra lại tiếp tục tràn tiếp. Vợ em cũng là khá là nóng tính mà cũng hay cầu nhàu nữa. Mai em mặc cái đầm này á, anh chồng ủi giùm em đi. Thì em kêu em ơi anh nay mệt quá thì em tự ủi đi. Cũng lấy cái nệm ra ủi anh thì cũng quăng xuống trước mặt em mới bực quá. Em bảo vợ gì mà giữ như quỷ. Tới giờ vợ cầu nhàu em là cái vấn đề là chồng suốt ngày chồng kêu em giữ như quỷ này kia á. Sao chị Vân? Chị Vân nhìn như cái kiểu thương cảm. Thương cảm á, thấy nó hốt hoảng mà. Nó thả tốt vậy nè. Em mong vợ em thay đổi cái gì rồi em thỉnh cầu luôn đi. Nhưng mà còn tật xấu em chưa kể hết chị. Nói đây còn hơn. Nhiều hôm là em mấy vợ em là cũng đang nằm thì vợ em cũng xem mấy cái tin tức trên mạng á.
là kiểu là chồng đi ngoại tình rồi này kia rồi về mắng chửi vợ này kia, tự nhiên quay qua tát em. Em không biết chuyện gì xảy ra. Giống như tự trời vậy đó. Dạ, kiểu như áp đặt cho em, bảo đàn ông khốn nạn này kia, là anh là mai mốt anh đi ngoại tình là em mà có con là em nhảy suy diễn. Dạ, tự suy diễn ra. Nhiều hôm là em đi đá banh về, bình thường là em 8 giờ về tới nhà, có hôm thì em thì tầm 9 giờ hơn về thì vợ em đuổi em ra khỏi nhà luôn. Tối về hai vợ chồng nằm nói chuyện á, thì bảo là kiểu là cũng xem này kia, là chồng kiểu là kiếm cớ ra ngoài rồi cũng ngoại tình rồi đi với cô này cô kia rồi kêu bận công việc công tác này kia, tự nhiên về tắm kêu vô, đổ đầu đi. Tầm em luôn á. Dạ, con nghiệp nhỏ hết sức luôn rồi đó. Trời ơi, cao thế mà mặt nó vừa thở đứt quãng mà mặt tái đi da nhợt nhạt, tưởng là sắp mất tới nơi á. Thực sự mà nói em à. Rồi thôi bây giờ nè, sẵn đây nè. Dạ. Em đâu, nhẹ nhàng em đâu, nói mong muốn thay đổi điều gì. Cầu chứ nhẹ nhàng. Cầu á, trời ơi. Vợ em là bớt càm ràm, bớt nóng tính và suy diễn đi. Tại vì em là lúc nào em cũng dành thời gian, luôn luôn dành thời gian cho vợ từ lúc quen đến lúc cưới. Là vợ em là chỉ có em nghe em rớt nước mắt luôn chị. Dạ. Thôi còn em thì sao? Mong muốn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn chồng em là anh bớt mê điện thoại lại, bớt bắt trend lại, bớt ăn uống đồ chế lại, và đừng có kỹ quá, kỹ quá em sợ luôn. Mà bạn nói nghe nè, em nói tại sao em lại suy diễn vậy? Em không biết chị, em giống như là em ghen giùm xã hội đó chị. Em ghen giùm xã hội. Trời ơi, em cao cả ghê. nhiều khi em nghĩ em cũng quá đáng. Ví dụ em xem một bộ phim mà em thấy cái anh đó mà bỏ cái chị đó, hoặc cái ông đó bỏ bà đó, hoặc là vũ phu với lại phụ nữ đang quay quậy, tán mấy cái thằng đàn ông như anh nghe cho mấy cái thằng đàn ông. Trời ơi, mà tội nghiệp thằng nhỏ nữa. Nhưng mà cái chuyện này nó vẫn còn tiếp diễn không em? Dạ em nghĩ là sẽ còn á chị. Hiện giờ cái tình cảm của hai đứa đó là đứa nào yêu đứa nào hơn? Dạ em nghĩ là vợ yêu thương em nhiều hơn. Thực sự á Trinh ơi, em đẹp lắm á Trinh, chị nói thiệt luôn, mà em có duyên nữa. Bây giờ á bớt mạnh mẽ lại chút xíu. Thùy mị lại chút xíu cho nó thuần luôn, là coi như em perfect luôn. Thấy không? Với lại chú này có đi khám tim chưa? Mặt chú tái mà chú kể chuyện, mặt chú hốt hoảng. Mà chuẩn bị nói điều gì là quay qua nhìn vợ cái hả? Đừng để cho chú bị yếu tim nữa, tội nghiệp chú. Ai nhìn là cũng là biết vợ em kèo trên. Mà trong khi đó là em đã xin phép là em cho em kèo trên rồi á. Dạ. Thay đổi lên một chút phải không? Để mà cân bằng với nhau nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau là lúc 7 năm về trước rồi, thì gặp nhau quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa. Rất là giống BD luôn con. Hai đứa mang đồ body, rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi vậy hả? Đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Tí xí cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi cùng? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bàn ảnh, thì hai bạn cứ chơi vậy, rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD, thì cứ kêu là kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, anh như qua bên này chơi với em, nói kiểu như vậy là qua chơi, mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào ảnh nhắn tin. Ảnh say hi là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa, chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao, con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái sau mà nhảy nhót vậy lắm đúng không? Dạ, yeah, không phải nhảy nhót, như cái miệng nói dữ á. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái sau mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác, mà cuối cùng á thì luôn. Mình vớt luôn. Ủa sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng thấy uổng, cái sau nghĩ lại cái sau vớt lại.
Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ, bạn đó là người nước ngoài luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á. Thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà. Thì đầu tiên á, thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba, thì mình đứng kế anh Tây. Rồi mình kiểu mình dịnh tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này là cái đầu buổi là anh kia, mà cái cuối buổi là anh này. Cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh Tây kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Càng. Nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu. Tại vì thật ra giữa con với là anh Tây đó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết. Trong những cái giai đoạn mà kiểu vui vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong rồi cũng kiểu khá là gây cấn với lại cái anh Tây kia kêu ra ngoài nói chuyện. Xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 thôi. Dù là cũng mến mến bạn ghê đúng không? Con nữa đó. Bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh Tây á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia. Thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng, thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ cũng 2 tuần. Trời ơi, chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Cái cột mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường. Thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 với con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về, nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày hôm đó không hiểu tại sao rất là mệt. Và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn. Mà lần đầu tiên con bị đè cho nên là con rất là sợ. Mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc. Mà cái này là khóc thiệt á. Khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt. Tại con phải tiếp bánh bèo mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì em mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về, xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa. Dạ, về bển nhà con. Dạ, ngủ tạm vài hôm, cái về nhà lấy vài ba bộ đồ cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. Luôn. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đèn nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống thử với nhau á, là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không con? Tại vì chia tay trên dưới 8 cũng nhiều, tại vì từ nhỏ con ở nước ngoài, xong rồi cái lối sống với lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống. Nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài ra ma lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mà drama nhất á, đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có. Đó có là. Đó thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà tức tới nổ mà kiểu ảnh không có ở nhà, nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì rồi, mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở. Thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi, mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dậy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót rồi ôm vô lòng đó đúng không cô? Không, lạnh lùng luôn, chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ cũng buồn, nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm, mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn, thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá, rồi lại đi pub chơi với bạn.
thì xỉn quá, mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều, mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không hay, mà cứ say lên xong rồi nít rồi cứ nít ơi, tại vì anh này con hay kêu anh là nít. Rồi con khóc lóc rồi con thế này thế kia, rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu, rồi mới gọi điện thoại cho anh lên. Cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về, cái qua hôm sáng hôm sau bình thường lại. Bình thường là chiều theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà đó hết sĩ diện rồi, hết sĩ diện là, bây giờ còn còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là anh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn, ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa? Dạ, dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ một ạ. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn... bây giờ gian trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không mát lòng mát dạ. Nên tật xấu thì chắc cũng chút rồi. Dạ những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những cái điều không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà con thì rất là ít nói, mà bạn này nói rất nhiều cái sự đó, đó là đó. Tật xấu đó, đó. Dạ. Con thấy chưa, nói nhiều dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng mà là nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá là cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi. Đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Nghe nè. Rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang, dạ. Cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang. Nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không? Dạ, ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lộng ở lẫy nhà kêu xa nhưng mà về nhà là rất hết là sức là giản dị đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy á, thực ra là nó không phải là tật xấu đâu, nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Giờ qua một thời gian cũng đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Như vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặng ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên, chỉ vì cái thái độ không thôi đó. Thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn, và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn, có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết. Tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao quá, nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai? Không ai nói tới ai luôn, con cũng rất là lì, con cũng không phải dạng dừa gì. Mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ khó chịu lắm, kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình làm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ. Con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm, lo lắng cho vợ, cho con thì ảnh anh con cảm giác là anh thương con hơi nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à, chứ cái việc đó là việc đàn ông ngay là rất là nên không. Dạ. Ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không, giống như con bị vô tư quá cũng không được, tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Dạ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì, là ảnh là người ít nói. Dạ. Tức là anh rất thương, anh rất ấy, nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con. Dạ.
Tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Dạ. Cả đời người. Dạ. Cảm ơn Giang với Hưng. Dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hai vợ chồng là nhây với nhau lắm chú. Vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm. Rất là ghét đổ rác. Đi chơi là con chở ngang qua cái bô rác, cái chỗ mà đứng lại người ta hay đổ rác cái, hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác mà ngoài đường, xe lớn lớn của thành phố á chú, là con đứng lại con bấm điện thoại. Sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy? Đó, biến thái lắm. Dạ, ảnh xì hơi mọi lúc mọi nơi. Những người đó là những người rất tốt bụng. Dạ, cái gì cái đường ruột cũng tốt lắm. Dạ, mà xì hơi có tiếng á, cái đó là tốt lắm á. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng ngay sau đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng số 2. Em có thể cởi cái cúc áo ra để cho có thể ngồi tự nhiên. Cái nút ở dưới, nút dưới đó, phản xạ rất tự nhiên. Cởi nút là coi như cởi áo đó. Mời hai em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Duy, con đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay con được 30 tuổi và con kết hôn được 2 năm rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chào chú Quốc Thuận. Con tên là Ngô Hoàng Nhật Anh, năm nay con 27 tuổi. Con thì đang kinh doanh về lĩnh vực spa và thẩm mỹ. Hai con lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Ngày xưa thì tụi con làm chung khách sạn với nhau, làm bên cạnh nhà khách sạn. Con là vào sau thì vợ con là làm trước, trong đó trong khách sạn là có bạn của con nữa. Bạn con là cũng là bạn của vợ con luôn. Dạ, cái ngày đầu tiên con đi làm á, cái trong cái bữa cơm á, vợ của con đi chung với bạn con xuống ăn cơm thì con mới nhìn, con mới thấy cái người này lạ lạ, nhìn thấy cũng cá tính, tóc ngắn nữa, người cũng mẩm mỉm, có da có thịt. Dạ đúng rồi, cái đó cũng là gu của con rất là thích, nên là con cứ nhìn con cũng không có xác định là thích hay là yêu gì lúc đó hết á. Xong rồi cô này mới nói sao cái bạn của chị ấy nhìn em hoài, em ghét quá. Tức là cổ nói là cái ông này cũng ông nhìn tôi hoài vậy. Dạ đúng rồi, kiểu như là soi mói tôi hoài. Tức là con không có ấn tượng tốt lắm về Lê Duy. Dạ thật sự là không thích luôn chứ không phải không tốt à. Cái anh này ảnh rất là kỳ cục, tại vì trong giờ cơm mình ăn á, ảnh cứ nhìn mình hoài, mà ảnh nhìn mình thật sự mình không biết là ảnh thích ảnh nhìn hay là ảnh soi mói ảnh nhìn, mình không biết mà nhìn chăm chăm mà nhìn hoài luôn cô chú. Nhưng mà ăn không được luôn. Dạ đúng rồi, nhìn mà mình cảm thấy mình rất là ngại luôn. Đúng luôn miệng luôn gì đó. Nhìn mà ví dụ mà ai nhìn mình á, mình nhìn lại người ta sẽ né cánh mắt không? Ông này ông vẫn nhìn luôn. Nhìn mà gọi là nhìn thò lỏ đó. Đúng không? Con đúng gu của bạn mà. Dạ. Thành ra là coi như là thuận mắt vừa mắt là cứ nhìn ăn cơm cho ngon. Nhưng mà lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc đó con đang có bạn trai. Với lại anh này lúc đó anh ốm lắm. Thì cái gu của con không phải là ảnh, cái gu con là phải cao to và ảnh vỡ con thích như vậy á. Mà anh này anh vừa ốm mà anh còn vừa nhìn mình nữa, đâm ra mình không thích ảnh luôn. Sau bao lâu thì hai đứa để ý nhau? Sau cái bữa đó thì hai đứa có làm việc chung với nhau rồi làm quen với nhau. Có một hôm thì vợ con có việc bận ở gần nhà con, cái con mới gợi ý vợ con là để ngày mai anh chở em đi làm, tại vì làm chung khách sạn. Đồng ý không? Dạ từ chối. Dạ từ chối. Nhưng mà con có biết là vợ con lúc đó là có bạn trai không? Dạ biết, kiểu như là mình ga lăng mình giúp đỡ thôi à, chứ mình cũng không phải là mình chở để mình cua hay gì hết á. Mình con chưa có không ý định gì hết á. Thôi đừng dối lòng, có âm thầm có thương thầm ta thì mới chịu vậy chứ ở đâu ra rảnh đâu mà chở giùm rồi xong còn phải năn nỉ ha con ha. Con cứ nghĩ là chơi chung nhóm với nhau thôi. Anh muốn làm bạn, tại vì làm bạn. Vợ con cũng cũng khó gần nên là con muốn kết bạn. Nhưng mà cuối cùng là con từ chối không có leo lên xe đi. Dạ cuối cùng thì cũng đồng ý. Cũng đồng ý. Thì sáng hôm đó là con dậy sớm, con đến chở thì vợ con cảm ơn quá trời luôn, rất là bất ngờ, kiểu như là anh em có nghĩ là tốt, con tốt quá. Sau cái hôm đó là con có cái sự thay đổi dạ, tình cảm với bạn này gì đúng không? Dạ đúng rồi, tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy. Ảnh cũng rất là ga lăng, rất là dễ thương, hài hước nữa. Rồi đến khi nào con chia tay với bồ con? Dạ cái lúc đó là con trục trặc tình cảm với lại bạn trai, xong rồi con mới chia tay với lại bạn trai con. Thì sau đó khoảng tầm 3 tháng là hai tụi con mới chính thức quen nhau. Thì trong 3 tháng đó là hai đứa tìm hiểu nhau. Lúc đó ảnh có nói với con là ảnh thương, ảnh thích con, nhưng mà ảnh không có nói ra, ảnh chỉ âm thầm làm bạn thôi. Từ lúc mà con chia tay bạn trai thì ảnh bắt đầu mới tấn công. Tức là sau cái thời điểm mà chở giùm một bữa đó thì bao lâu thì con chia tay bạn trai? Khoảng một tháng sau là con chia tay bạn như trai. Vậy là lâu dữ à, lâu. Tức là một tháng sau bạn này mới có cơ hội được gọi là thả thính. Dạ đúng rồi. Quá lâu. Lâu luôn ha. Vậy là mình thừa thắng xông lên. Có lẽ là con là người chủ động để nhưng tỏ mà tình sau đó ấy. Phải có cơ hội mới tỏ tình được chứ. Trong cái thời gian mà 3 tháng tìm hiểu nhau rồi đưa đi làm, qua chợ đi chơi rồi kiểu như là vợ con cũng thích mình rồi đó, cứ hỏi con là sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao lâu quá vậy, cứ bắt em đợi hoài. Con không có chịu quen. Ủa nhưng mà là ổng không có nói gì hết trơn hả Nhật Anh? Ổng cũng thích vậy lắm, ổng cứ anh nghĩ là anh không có cơ hội luôn rồi.
giống như em là người duy nhất vậy đó, cứ nói vậy không à, không chịu tỏ tình thì con là đâu có chịu quen đâu, phải tỏ tình rõ ràng đâu ra đó thì mình bắt đầu mình chính thức mình quen nhau. Và con không có gợi ý mà con nói thẳng luôn. Dạ đúng rồi không? Thì con nói ủa sao lâu vậy anh, không chịu tỏ tình với em gì hết, em đợi lâu lắm rồi nha. Và con tỏ tình ở đâu? Ở Phan Thiết La Ghi. Đi chơi riêng. Dạ đúng rồi, bãi biển luôn. Dạ đúng rồi. Có lý do gì mà ra Phan Thiết, tại sao không đi Vũng Tàu cho nó gần gũi? Dạ. Mà ra tới Phan Thiết dữ vậy? Tại vì hai đứa hẹn đi chơi với nhau rồi, con sẵn dịp con tính trong đầu là sẵn ra đó tỏ tình luôn. Tức đúng là không? Đi ra Phan Thiết chơi rồi sẵn tỏ tình luôn đúng, dạ, đúng không? Rồi. Ra Phan Thiết á là tại vì tụi con chọn một cái homestay nó rất là vắng vẻ, tức là đi theo cái dạng nghỉ dưỡng á, cái chỗ đó nó cũng không có wifi, không có gì hết. Rồi tỏ tình bên bãi biển? Dạ không, tỏ tình lúc vợ con đang ngủ. Là con không biết gì hết trơn luôn á anh. Mà ngủ mà ngủ riêng hay là sao? Ngủ chung phòng. Bữa đó là buổi sáng thì đi chơi, chở vợ đi chơi cả ngày luôn, đi ngang cái chợ, lúc đó là vắng lắm chú. Thì con chở vợ con địa địa xem có bán hoa hay bán gì không, thì tối mình âm mưu mình tỏ tình. Cái con địa địa thấy có một tiệm bánh kem, rồi đi chơi cả ngày, xong chiều về con cứ hỏi vợ về lẹ lẹ em ơi, về lẹ. Vợ con cứ hỏi chưa mà em chụp hình chưa xong mà cứ về sớm vậy. Chưa đã. Dạ đúng rồi, mà 6 giờ chiều rồi, tại vì ở ngoài đó thì 6 giờ chiều là đã bắt đầu sụp tối rồi chú. Biển nó sụp tối nhanh lắm. Dạ đúng rồi, sợ tiệm bánh đóng cửa. Đóng cửa. Dạ đúng rồi. Về con thấy người ta đang dọn dẹp rồi, chạy về cũng nửa tiếng đồng hồ mới về tới chỗ homestay để ở. Con chở vợ về xong cái nói thôi em vô tắm rửa ngủ đi, anh đi ra đây anh sửa xe anh mua đồ xíu. Đó. Rồi cuối cùng ra tiệm có đóng cửa không? Dạ không. Con chạy ra, con chạy vào, con mua cái đặt cái lấy cái bánh kem liền. Rồi tiếp tục. Cái con kêu người ta viết chữ lên. Viết cái gì? Viết chữ con quên mất chữ. Anh yêu em. Ghi tên của con xong rồi ở dưới là ghi anh yêu em. Con quên cái chữ là tại vì con gây lộn với lại cái người bán. Trời ơi, gây cấn quá vậy. Bánh kem này em tỏ tình mà sao chị viết cái chữ xấu quá vậy? Chị viết cái tên vợ em mà em nhìn không ra luôn. Trời ơi, chị ơi, chị làm em chết em rồi. Cái xong cái người ta cũng quýu á, run mất cái tay boy. Trời ơi, cái đồ nó quẹt quá. Dạ đúng rồi. Lỡ tay quậy cái bánh kem. Dạ đúng rồi. Trời ơi, có đó thôi, chị viết lại giùm em rồi em đem về. Cuối cùng cái bánh kem là nó cũng có chữ. Dạ đúng rồi, nhưng mà rất là xấu. Về tới cái phòng thì là cô ấy đang ngủ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Con gửi vào tủ lạnh ở ngoài rồi con vào tắm rửa xong rồi, con mới ra lấy bánh kem ra, cái con vào con kêu vợ con dậy. Con rất là bất ngờ luôn, tại vì mình đang ngủ say cái mình giận ổng á, tại vì ổng nói anh đi công chuyện chút mà mình không biết ổng đi đâu, cái mình giận mình kệ mình đi ngủ. Cái lúc mà ổng gọi dậy thấy cái bánh kem, đưa cái bánh kem ngay trước mặt luôn, kiểu mình hết hồn mà mình bất ngờ, kiểu như là mắt chữ A mà mồm chữ O á. Anh mới tỏ tình thì anh mới nói cái câu là xin lỗi vì đã để em đợi lâu, làm bạn gái anh nhé, anh yêu em. Con vui quá luôn, con đồng ý luôn. Con còn một cái món quà trong cái ba lô con chuẩn bị sẵn là một chai nước hoa nhỏ. Trong cái lúc làm việc trong công ty á thì vợ con cứ nói là thích cái chai nước hoa đó, cứ nói vu vơ vậy thôi. Con nghe được, con tìm con mua tặng cái nước hoa mình thích luôn. Yeah. Sau khoảng 3 tháng thì hai đứa chính thức yêu nhau. Dạ. Yeah. Trong quá trình yêu nhau thì có cái chuyện gì vui không? Dạ có một lần, cái này là kỷ niệm mà con quyết định chọn ảnh làm chồng luôn á. Có nghĩa là hôm đó ảnh chở con đi dạo chơi, đi ngang qua ngã tư Bảy Hiền, bên tay phải là nó có một cái shop thời trang, nó một con mai nó cánh nó bận cái áo rất là dễ thương. Thì con đi ngang con nói là cái áo này dễ thương quá à anh. Tức là mình vu vơ thôi chứ không có ý gì trơn, tính con thì vô tư. Chỉ cho anh xem mà ảnh thì anh đang lái xe như vậy nè. Thì anh xem vậy mà cái xe thì quẹo qua bên đây, tức là cũng không có xem được nhiều. Hơn một tháng sau là đến sinh nhật của con, ảnh tặng cho con bánh kem với lại ảnh tặng cái áo đó. Mà lúc mà ảnh tặng cái áo đó là con không nhớ nữa, con cũng ngờ ngợ, con thấy ủa sao cái áo này quen quá. Thì ảnh mới kể lại là ảnh đi vào trong cái shop thời trang á, ảnh tìm cái áo đó mà bản thân ảnh cũng không hề nhớ cái mẫu áo đó nó như thế nào. Cô chú biết á là shop thời trang á là một tháng là người ta bỏ mẫu hết rồi, người ta cất hết trơn rồi. Ảnh tìm tung cái shop thời trang luôn, mà mặc dù mẫu thì không nhớ nha, bắt người nhân viên đi tìm cho bằng được cái áo đó, cuối cùng về tặng con. Là đúng thật cái áo đó là con thích luôn á. Xúc động đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là anh này ảnh rất là tinh tế và sâu sắc luôn, mặc dù là mình chỉ nói bâng quơ thôi nhưng mà ảnh để tâm và ảnh sẽ làm cái điều đó cho mình á, nên con quyết định là con sẽ cho ảnh làm chồng. Tới bây giờ ảnh vẫn như vậy luôn á. Ví dụ như nằm thấy vợ lướt coi hàng hóa này kia hay là mỹ phẩm hay nước hoa này kia, son phấn của con là ảnh cũng mua luôn á. Ví dụ như thấy vợ mua cây son đó cái màu đó đúng không, thì ảnh sẽ lựa cái màu nó tương tự như vậy, ảnh tự mua ảnh tự tặng luôn. Rồi, chúc mừng các con. Giống như Tuấn Anh dễ sợ luôn, riết mà cô không dám ước luôn á. Chị cứ ngồi chị bưng quơ chị nói là y như rằng mai hoặc mốt, chậm nhất là ngày mốt là có luôn. Thấy không, đó là những người đàn ông thiệt. Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á. Ngày nọ đó bà Hồng Vân bà ước, trời ơi nhìn với con heo mà con heo ủng ỉn á, dễ thương quá anh ơi. Trời ơi nhìn cái hình ủng ỉn nó đi một đàn vậy đó. Một tuần lễ sau chị có nguyên một con heo rừng nhỏ đó em nuôi. Mà cái nhà của mình thì nó đâu phải có vườn tược đâu, nó là nhà ống thôi mà. Trời ơi nuôi xong con có biết không, đến khi nó lớn phải thảy nó đi chỗ khác á, mà một tháng sau chưa hết mùi thúi đó. Không dám ướt, sau vụ con heo là không dám ướt luôn á. Nãy giờ kể quá nhiều như vậy, chắc có lẽ là người đàn ông này từ khi mà trở thành chồng của mình đâu có những cái tật xấu gì đâu đúng không? Có
chứ đó. Có rất nhiều. Nhìn bề ngoài á là khôi ngô tuấn tú lịch lãm vậy, chứ thực ra lúc mà cưới nhau về có rất là nhiều tật xấu phát sinh. Ví dụ như bây giờ hiện tại có hai cái tật xấu lớn nhất mà mình cảm thấy mình quan ngại nhất luôn, là thứ nhất là ảnh xì hơi mọi lúc mọi nơi. Những người đó là những người rất tốt bụng. Dạ. Tại vì cái đường ruột cũng tốt lắm. Dạ, mà xì hơi có tiếng á. Cái đó là tốt lắm á. Không? Ừ. Ngày nào cũng rất là nhiều, tần suất rất là nhiều. Mình thì mình ngại á, cho nên cái mình mỗi lần mình nghe tí tiếng xì hơi là mình sẽ tự động mình nín thở. Cho đến khi nào mà mình cảm giác an toàn là mình cảm thấy à chắc là không có mùi nữa thì mình sẽ thở. Nhưng mà thật chất ra là anh này ảnh xì hơi không có mùi. Nhưng mà cái đó không có xếp vào tật xấu, cái đó là trời cho cái nhuận trường đó. Ai cũng nói trời cho. Nhưng mà Duy ơi cũng phải kỹ lưỡng chút xíu. Ảnh cố tình làm dạ, như vậy mà luôn. Con tại vì vợ con thấy vợ con ghét nên con cố tình. Đó, con vợ. Những lúc vợ con ngủ là con quay thẳng vô người vợ con luôn. Có khi nào mà đang ngủ cái đầu cái là nghe một cái âm thanh kỳ diệu xong giật mình thức giấc không? Dạ, đang ngủ thì không nghe cái đó, nhưng mà đang ngủ thì nó có cái khác. Ảnh á là ảnh ngủ anh rất là hay chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Ôi là mình thức giấc là như vậy. Xì hơi á là không có phải là xếp vào tật xấu. Nhưng mà cái mà quay cái xì hơi đó vô người là tật xấu. Là tật xấu. Đúng rồi, cố tình cho đó. Vợ thêm cái vụ mà chảy ke nữa mà úp cái gối vô mặt vợ nữa. Dạ, thường xuyên luôn. Cái đó là chủ động rồi, cái đó gọi là tật xấu. Dạ. Nhưng mà mỗi lần vậy vui không? Dạ vui chú. Vợ mỗi lần vậy vợ chửi khoái lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng là nhây với nhau lắm chú. Vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm. Rất là ghét đổ rác. Đi chơi là con chở ngang qua cái bô rác, cái chỗ mà đứng lại người ta hay đổ rác. Hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác mà ngoài đường xe lớn lớn của thành phố á chú, là con đứng lại con bấm điện thoại. Sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy? Đó, biến thái lắm. Dạ, nhà là cái nhiệm vụ của ảnh là sẽ đổ rác, thì mỗi lần mà ảnh xách cái thùng rác đi đổ rác là ảnh sẽ xách đi ngang qua người mà ảnh xách ngay cái mặt mình vậy nè. Trời ơi. Ảnh đi vậy nè đó. Ở dơ vậy không? À, ảnh thì cũng không có được liệt vào ở dơ đâu, ảnh cũng gọn gàng kỹ tính lắm. Có điều thì ảnh ít tắm thôi à. Một ngày tắm mấy lần? À, đôi khi hai ngày tắm một lần. Mà vậy? Người có hôi không? Dạ không, hôi rất. À vậy thì cũng sao? Dạ. Như vậy mùa lạnh này chắc một 3 ngày con tắm một lần đúng không Di? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới con đó Di, vợ con có những tật xấu gì? Vợ con thì xấu ăn lắm chú. Bình thường á nhây với con hoài, lúc mà đói bụng hay gì đó con nhây lại thì bắt đầu là cọc với con. Xấu tính đói, mỗi lần mà tới giờ ăn mà không được ăn là tay run hết trơn đúng không? Dạ. Rồi xấu ngủ, vợ con lên thường là lên lầu trước thì con ở dưới là con dọn dẹp xong con mới lên, thì lên là thấy nằm hết giường luôn. Mền á thì muốn hết đi ngủ luôn. Tối á con canh vợ con lạnh con quay thẳng quạt vào vợ con, mà mới lạnh là chĩa thẳng vào vợ con luôn. Xong con lấy cái mền á con dành con đắp cho vợ con lạnh. Biến thái. Thêm một lại xấu thêm xấu rồi. Cái kiểu như là con, cái kiểu như là con trả thù á chú. Dạ đúng, đúng rồi. Mà ngủ thì lúc nào cũng gác con đó. Mà sáng con nói thì là cãi lại, nên là con hay chụp hình lại lắm, nằm lấn giường này chụp hình, lấy mền này chụp hình. Nhưng mà con có đưa cho bà coi không? Dạ có. Coi rồi bà có cãi không? Dạ không, là lúc đó chỉ biết cười thôi. Cắm hồng luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè Duy? Ở nhà là hay mặc đồ hở hang ra ngoài tưới cây. Con nói em làm gì mặc đồ hở hang quá à, để người ta nhìn. Cái bà nói đâu có ai đâu, đâu có ai đâu, lúc nào cũng vậy. Xong cái con ra con đứng con canh mà có người đi nghe là con nói nè có người nè. Giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hở hang rồi mới ra tưới cây. Mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu. Có vậy bữa nào quá tao mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kính cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú, con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp quá trời đẹp cũng không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc đồ mua cho con mặc mấy cái bộ đồ tay dài quần dài. Nhưng mà con đâu mặc đồ hở hang gì đâu, con mặc đồ của ổng mà ở nhà con lấy đồ của ổng mặc không à. Mà áo bà lỗ được hả? Dạ đúng rồi. Mặc áo rộng rộng đi mua đồ cặp với nhau, hai đứa mỗi đứa một cái áo về lấy áo con mặc. Áo của mình thì cất mặc đi chơi, còn áo con lấy áo con mặc ở nhà. Là cuối cùng là đồ con cũ mà đồ của mới. Dạ đúng rồi. Tính toán quá, tính toán cho mang bận. Rồi con tật xấu gì nữa không? Cái tật đó là thực ra là dễ thương đó. Hai đứa đều có những cái mà tật xấu biến thái á. Ủa hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa mới giỡn hết với nhau kiểu đó được. Dạ. Thôi tranh thủ cứ giận hết đi. Dạ, đã đi. Dạ. Để khi có em bé mình tập trung mình lo cho em bé. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Con cũng không mong muốn thay đổi gì lớn lao hết. Tại vì vợ con là có cái tính là làm việc nhà hay là công việc gì đó thì làm rất là chăm chỉ, siêng năng, làm nhanh lắm, cái gì cũng làm nhanh đó. Nấu cơm mà chừng có 15 phút nửa tiếng là đã xong một bữa cơm rồi, đầy đủ món luôn. Rồi bày bừa ra, bày chén rồi rất là nhiều. Con nhìn thấy con quải luôn, bể chén rồi lum lá đó chú. Làm nhanh lắm nhưng mà hay đổ vỡ. Dạ đúng rồi, con muốn vợ con kiểu cẩn thận lại. Chậm mà chắc đúng không? Dạ đúng. Bây rồi giờ nói là em ơi chậm mà chắc, cái mong muốn đó cũng không? Dạ, dạ, được không? Hiểu, dạ được. Tại vì con đi làm, vợ con ở nhà làm,
ngày nào cũng đi làm là cũng chụp hình cho con coi, tay thì đứt tay, chảy máu rồi, đá chân thì đá vô cái đó, mạnh bạo đó. Dạ đúng rồi, cái tường nhà cô là dục có cái lối đi mà đi đá vô cái tường, thức móng chân rồi. Mạnh bạo, mạnh bạo. Nấu nấu cơm thì đứt tay. Phải tập nhẹ nhàng xây đấm đi. Hậu đậu, hậu đậu á. Hậu đậu. Nhưng mà làm rất là giỏi, là nấu ăn rất là ngon. Rồi cố gắng. Dạ. Con mong muốn Lê Di thay đổi điều gì? Dạ thực ra là cái điều con mong muốn nó cũng nhỏ nhỏ xíu thôi là. À, buổi tối á, lúc mà hai vợ chồng chuẩn bị ngủ á, thì con thường hay ngủ trước. Ảnh thì ảnh hay ngủ trễ, thì những cái lúc mà ảnh chưa ngủ, ảnh xem điện thoại, ảnh coi livestream hay là ảnh coi đá banh hay là phim thì kia, ảnh mở nhỏ volume xíu, ảnh mở rất là lớn. Ví dụ như coi đá banh á, nhiều khi đêm á, đá banh 2-3 giờ mà vô cái ảnh mừng quá, ảnh vô cái bắt đầu cái mình giật bắn người lên đó. Là mong muốn ảnh thay đổi cái đó thôi. Nếu mà con đồng ý thì mốt coi đá banh đồ đó kêu Duy ra phòng khách coi. Coi nằm kế vợ coi vậy á cô. Thì đó, thì bây giờ là phải có nghĩa là muốn cái này thì phải hy sinh cái kia. Dạ đúng rồi. Phải thỏa thuận với nhau. Dạ đúng thỏa rồi thuận đó. Chứ vừa muốn nằm kế vợ mà vừa muốn hả có tay. Sớm muộn gì con cũng phải làm điều đó thôi. Con biết tại sao mai mốt mà có em bé đó thì làm sao mà con có thể tồn tại được ở trong cái phòng đó. Đúng không? Con mà vô một cái ra là nó thích mà khóc. Nó con khỏi coi luôn. Nó khóc là trời đó coi con nít mà nó thói quen khóc đêm là chết luôn. Nghe. Dạ. Mỗi người sẽ có thể thay đổi để cho người kia sẽ hài lòng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Dạ. Okay. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà rất là đặc biệt trong chương trình Vợ chồng son kỳ này. Trước tiên đó chính là bộ sản phẩm đến từ NOL. Sản phẩm đến từ Hàn Quốc, 95% chiết xuất từ thiên nhiên, giúp làn da bạn tươi trẻ, mang vẻ đẹp từ tự nhiên. Và món quà thứ hai đó chính là miếng cước chùi nồi. Món quà thứ ba, trọn bộ son môi Jurica với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Và món quà thứ tư đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại. Đâu lưng lại. Và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Nhớ đừng copy. Chồng thường làm gì khiến bạn bực mình? Chồng của bạn làm gì khiến bạn bực mình? Em biết chứ, biết luôn. Bây giờ mời Duy và Nhật Anh quay ra coi. Chồng làm gì khiến cho Nhật Anh hay bực mình? Nhây, nhây hay trôn chọc giận vợ? Cũng đúng, cũng đúng. Ở bên này, Hưng thường làm gì để cho Giang bực mình? Cấu gắt lớn tiếng, im lặng rồi trớt vớt. Và như vậy, vợ chồng Lê Duy và Nhật Anh sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc tươi tắn này. Chọn đi các con. Dạ tụi con chọn màu đỏ. Màu đỏ. Giang và Hưng chọn màu gì? Dạ con chọn màu hồng. Vậy màu gì? Màu vàng đi. Màu vàng hay màu xanh? Rồi chúng ta thùng hai nấy bước. Mời chị Vân. 2, 3. Em... Rồi ơi. Đúng rồi chị ơi. Đúng rồi. Cước chưa nồi. Cước chưa nồi. Vậy là năm nay em có tin vui nữa. Thôi rồi 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 được rồi. Đủ rồi Vân. Đủ rồi chị ơi. Đủ rồi chị một ơi. Thôi mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở. 3, 2, 1. Khui. Em thèm. Chúc mừng hai vợ chồng Duy và Nhật Anh đã nhận